tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Sau đây là những nội dung chính. Đồng Nai mất hơn 170 tỷ đồng, nữ chủ tịch huyện Nhơn Trạch còn bị đề nghị kỷ luật. Nghệ An bắt thêm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp liên quan đến sai phạm tại ban quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Bình Thuận bắt khẩn cấp đối tượng giở cho đồi bại, cướp tài sản sau 14 giờ lần trốn. Hà Nam, nhiều thí sinh tăng điểm bất thường sau lần chấm phúc khảo. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, sinh năm 1973, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Theo đó, căn cứ kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy về xác minh tài sản, thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật. Qua kiểm điểm, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm vi phạm kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng và quy định 69 của Bộ Chính trị khóa 13 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét kiến nghị ban thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền. Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật lừa đảo chiếm đoạt bị mất hơn 171 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 3 năm 2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bị bốc hơi hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản. Một nhóm người đã dùng thủ thuật rút hơn 170 tỷ đồng từ tài khoản của bà Hương. Trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 3, hiện vụ việc đang được Cơ quan Điều tra Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ. Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Ban Quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Lợi, sinh năm 1978, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1983, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giám đốc công ty cổ phần môi trường Việt Anh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Ông Trần Đức Lợi từng công tác trong ngành kiểm lâm, giữ chức vụ bí thư tri bộ, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Quỳ Hợp. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp lần thứ 21 đã bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ông Trần Đức Lợi tham gia ban chấp hành Đảng bộ huyện tham gia Ban thường vụ huyện ủy. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 18 tháng 9 năm 2020, ông Trần Đức Lợi được bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Trước đó, lực lượng công an xác định trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An có tình trạng lập khống báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường để thanh toán tiền ngân sách, gây thiệt hại cho nhà nước Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường đã xác lập chuyên án để xác minh, đấu tranh, làm rõ. Căn cứ kết quả điều tra xác minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án. Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Quyết định khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1984, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An là chuyên viên phòng tài chính kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Phạm Thị Giang, sinh năm 1995, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, là nhân viên công ty cổ phần môi trường Việt Anh. Hiện vụ án đang được phía công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngày 13 tháng 6, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức, công ty Việt Á và công ty Nam Phong. Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức và bị cáo Nguyễn Lan Anh, cựu phó giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Ông Quân hiện đang thi hành bản án 21 năm tù về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Bị cáo Phạm Vũ Phong, giám đốc công ty Nam Phong, bị xét xử về hai tội là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Trương Thị Bảo Trân, nhân viên vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện Thành phố Thủ Đức, bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị cáo Mai Lệ Quyên, cựu trưởng khoa vi sinh bệnh viện thành phố Thủ Đức bị xét xử về tội nhận hối lộ. Theo truy tố, trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Minh Quân với cương vị giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức đã chỉ đạo nhập lượng lớn kit test xét nghiệm của công ty Việt Á thông qua công ty Nam Phong. Việc nhập hàng này không thực hiện theo quy định hay năng lực nhà thầu, không đấu thầu mà là chỉ định thầu. Ông Quân chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ thanh quyết toán về hành vi của Phạm Vũ Phong, bị cáo này đã sử dụng pháp nhân của công ty Nam Phong để cung ứng kit test vào Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Công ty Nam Phong không đủ tính hợp lệ, không đủ năng lực như Phong đã làm các thủ tục để thông thầu, gian dối trong đấu thầu. Từ đó, công ty Nam Phong đã nhận được một gói thầu chào hàng cạnh tranh, 4 gói chỉ định thầu rút gọn, 33 gói chỉ định thầu của Bệnh viện thành phố Thủ Đức mua kit test xét nghiệm COVID-19 sản xuất từ công ty Việt Á. Bên cạnh đó, Phạm Vũ Phong thông qua Lê Trung Nguyên là nhân viên công ty Việt Á đã đưa hơn 997 triệu đồng hoa hồng cho nhân viên Trương Thị Bảo Trân. Bị cáo chân được xác định là người đã soạn thảo, hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu sai quy định để bệnh viện thanh toán tiền mua kit xét nghiệm COVID-19 từ công ty Nam Phong. Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Nguyễn Minh Quân và các bị can đã gây thiệt hại cho Bệnh viện Thủ Đức khoảng 8 tỷ đồng liên quan đến vụ án còn có hai người khác là Vũ Đình Hiệp, nguyên phó tổng giám đốc và Lê Trung Nguyên, nguyên nhân viên kinh doanh của công ty Việt Á. Tuy nhiên hai người này đã bị bộ công an khởi tố trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các cơ quan đơn vị có liên quan. Do đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tách hành vi tài liệu liên quan đến hai người nói trên trong vụ án xảy ra tại bệnh viện thành phố Thủ Đức và công ty Nam Phong, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý. Trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La sinh năm 1957, tên thường gọi La Điên, thường trú tại khu Vincom, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự. La Điên bị cáo buộc móc nối chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai. La Điên có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Về hoạt động kinh doanh, Năm 2005, La Điên thành lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ngoài nhà nước. Công ty này kinh doanh đến 53 ngành nghề như sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, sản xuất sợi, sản xuất vải dệt thoi, hoàn thiện sản phẩm dệt, sản xuất hàng dệt công ty trách nhiệm hữu hạn mạnh la còn xây dựng nhà để ở xây dựng nhà không để ở xây dựng công trình đường sắt xây dựng công trình đường bộ công trình điện công trình cấp thoát nước công trình viễn thông công trình khai khoáng nhà hàng và các dịch vụ ăn uống kinh doanh bất động sản công ty này cũng bán buôn ô tô và xe có động cơ khác đại lý môi giới đấu giá đại lý kinh doanh xăng dầu bán buôn thực phẩm bán buôn đồ uống Doanh nghiệp của La Điên chủ yếu kinh doanh vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng. Công ty này nổi tiếng với thương hiệu nhà xe Mạnh La chuyên chạy các tuyến từ Thái Bình đi một số tỉnh thành trên cả nước. Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đã truy bắt được đối tượng dở cho đồi bại cướp tài sản xảy ra tại xã Suối Kiết sau 14 giờ lần trốn. Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận tiếp nhận thông tin từ chị NTN, 27 tuổi, chú xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, bị một đối tượng dở cho đồi bại, cướp tài sản. Theo chị NTN trình bày, vào khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 6, chị NTN đang đi mua phế liệu tại khu vực thôn Suối Riêng, xã Tân Đức. Huyện Hàm Tân thì bị một người đàn ông tới cho chị số điện thoại để bán phế liệu. Khoảng 30 phút sau, chị N gọi điện thì đối tượng hướng dẫn chị chạy về hướng xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh. Lúc này, người đàn ông nhờ chị trở vào trong dãy cao su để bán phế liệu, trong đó có một ngôi nhà hoang. Tại đây, đối tượng đe dọa chị N phải cho quan hệ nam nữ nếu không sẽ sát hại. Sau khi dở trò đồi bại xong, đối tượng lấy chiếc điện thoại hiệu Nokia của chị N và rời đi. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tánh Linh đã tổ chức lực lượng phối hợp với Công an xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã xác định được đối tượng nghi vấn là PVH, 33 tuổi, chú xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Qua xác minh, biết đối tượng đang di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra khu vực phía Bắc. Được sự hỗ trợ của công an tỉnh Phú Yên, đến khoảng 12 giờ 40 phút ngày 11 tháng 6, công an đã bắt giữ được đối tượng Hát tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Qua đấu tranh, đối tượng Hát đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đối với chị N vào ngày 10 tháng 6. Tiếp tục đấu tranh, đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người khác vào tháng 5 năm 2023 tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Hiện Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đang giữ đối tượng hát trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ 4 đối tượng chuyên đột nhập các cửa hàng, kiosk bán hàng để trộm cắp tài sản. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 2009, Nguyễn Bảo Nam, sinh năm 2011, Nguyễn Xuân Triều, sinh năm 2007, cùng ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Trần Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 2010, ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, từ đầu tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 năm 2024, hai đối tượng là Phi Hùng và Bảo Nam đã thực hiện nhiều vụ đột nhập vào các cửa hàng kiosk ốt bán điện thoại, cậy phá két sắt để trộm cắp tài sản. Hai đối tượng này cùng bỏ nhà đi lang thang, không có công việc ổn định. Ngày 16 tháng 5, Hùng và Nam chở nhau bằng xe máy không có biển kiểm soát đi từ Hà Tĩnh đến thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, thuê phòng trọ và tìm việc làm. Đêm ngày 17 tháng 5, hai đối tượng đi ăn đêm tại phường Vũ Hữu, thành phố Hải Dương, phát hiện cửa hàng điện thoại Tuấn Mobile ban đêm chỉ khóa cửa, không có người trông coi nên đã bàn bạc, chuẩn bị dụng cụ để phá khóa, đột nhập trộm cắp tài sản. Đến 0 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, Hùng và Nam đi xe máy đến cửa hàng điện thoại Tuấn Mobile dùng kìm cộng lực phá khóa cửa, đột nhập vào bên trong lấy được một chiếc điện thoại iPhone, rồi tiếp tục cậy phá két sắt lấy 11 triệu đồng và 11 chiếc điện thoại iPhone các loại để ở trong. Tổng giá trị tài sản trộm cắp được khoảng 90 triệu đồng. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận trước đó với thủ đoạn tương tự Cả hai đã cùng nhau trộm cắp 18 chiếc điện thoại di động có tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng tại một cửa hàng bán điện thoại ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giang vào sáng ngày 7 tháng 6 năm 2024. Khoảng 2 giờ ngày 9 tháng 5 tại thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Hùng và Nam đã trộm cắp 18 chiếc điện thoại di động tại quán bán điện thoại Trung Kiên. Hai đối tượng này khai nhận đã cùng Trần Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Xuân Triều đột nhập nhiều cửa hàng kiosk bán hàng ở một số tỉnh thành phố trong cả nước để trộm cắp tài sản trước khi đột nhập các đối tượng đều quan sát theo dõi kỹ thói quen của các chủ cửa hàng chuẩn bị dụng cụ phương tiện gây án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người sau khi trộm cắp được các đối tượng mang điện thoại bán ở nhiều nơi khác nhau chia nhau tiền để tiêu xài để tránh bị phát hiện các đối tượng thường sử dụng xe máy không có biển số không giấy tờ để di chuyển Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Những ngày gần đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin về việc một trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có nhiều điểm số không minh bạch trong kỳ thi tuyển sinh lớp 6. Sự việc xảy ra tại trường trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 6 vào trường Trung học cơ sở Trần Phú có 467 thí sinh đăng ký tham gia dự thi, được chia làm 22 phòng thi. Phụ huynh có con tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 6 tại trường Trung học cơ sở Trần Phú cho biết, ngày mùng 5 tháng 6 các em học sinh dự thi kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào lớp 6. Trường Trung học cơ sở Trần Phú năm học 2024-2025 Tuy nhiên, kết quả trả về không đúng với thực tế bài làm của các con, nên một số phụ huynh đã làm đơn phúc khảo. Theo những phụ huynh này, ngày 8 tháng 6, khi trường công bố kết quả sau phúc khảo, so với điểm ban đầu thì có sự tranh lệch rất lớn. Những phụ huynh này bức xúc, thậm chí có những học sinh từ 1,25 điểm lên 8,5 điểm, từ 1,5 điểm lên 7,5 điểm. Rất nhiều học sinh từ đỗ thành trượt và ngược lại. Sau khi có phản ánh của phụ huynh, hội đồng thi đã tổ chức chấm lại tất cả các bài thi ở các môn thi. Kết quả cho thấy có một sự tranh lệch rất lớn giữa hai kết quả. Theo đó, tại phòng thi số 4, kết quả công bố đợt 1 có thí sinh môn toán đạt 6,5 điểm, tuy nhiên, sau chấm phúc khảo chỉ đạt 2,75 điểm. Hai thí sinh BTB, kết quả chấm đợt 1 chỉ đạt 1,25 điểm môn toán, nhưng sau khi phúc khảo lại đạt 6,5 điểm. Đáng nói tại phòng thi số 6, theo kết quả chấm đợt 1, thí sinh NTD đạt 8,75 điểm môn toán, nhưng sau khi chấm lại chỉ đạt 0,75 điểm. Liên quan đến vấn đề này, ông Trịnh Xuân Thắng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi công bố kết quả kiểm tra năng lực đầu vào lớp 6 năm học 2024-2025, trường trung học cơ sở trần phú nhận được một số đơn đề nghị phúc khảo và kiến nghị của một số phụ huynh học sinh hội đồng tuyển sinh trường trung học cơ sở trần phú đã tổ chức chấm phúc khảo các bài kiểm tra theo đề nghị và kiểm tra việc khớp phách lên điểm của toàn bộ các phòng kiểm tra kết quả phát hiện một số sai sót trong quá trình làm điểm thi cụ thể do người thiết lập bảng nhập điểm đặt sai công thức tính điểm xét tuyển và tổ khớp phách lên điểm đã khớp phách nhầm Số phách bị ghép nhầm từ bài này sang bài khác trong cùng phòng là của 81 bài kiểm tra trên 6 phòng thi môn toán. Hội đồng tuyển sinh đã kiểm tra lại toàn bộ, tổ chức chấm phúc khảo theo quy định và đã có thông báo kết quả trên bảng tin của nhà trường. Ông Trịnh Xuân thắng cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũng đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân tham gia công tác giám sát, công tác khớp phách lên điểm để xảy ra sai sót nêu trên đồng thời đã tổ chức chấm kiểm tra đối với tất cả các bài kiểm tra ở các môn và kiểm tra lại việc khớp phách lên điểm. Đồng thời đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu hội đồng tuyển sinh của trường kiểm tra lại việc cộng điểm giải theo các câu của một bài kiểm tra ở môn tiếng Anh và yêu cầu chấm phúc khảo các bài kiểm tra theo đề nghị của phụ huynh. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu trường Trung học cơ sở Trần Phú nghiêm túc kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến các thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hội đồng kiểm tra, xem xét kỷ luật các cá nhân có liên quan theo quy định hiện hành. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quỳnh Dương, sinh năm 1986 trú tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Theo Điều 235 Bộ Luật Hình sự, các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó vào khoảng tháng 1 năm 2024, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện nhiều ô tô tải và máy xúc, thực hiện việc đổ, trôn lấp chất thải rắn xây dựng chưa qua xử lý xuống ao thuộc thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, Quá trình làm việc, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động tập kết, xử lý chất thải rắn xây dựng. Vị trí đổ trôn lấp chất thải rắn xây dựng không thuộc khu vực xử lý, với khối lượng hơn 2.000 tấn. Căn cứ tài liệu điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với Nguyễn Quỳnh Dương về tội gây ô nhiễm môi trường. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, Đối tượng Nguyễn Quỳnh Dương khai nhận là người trực tiếp điều động xe đến đổ lượng chất thải rắn xây dựng chưa qua xử lý. Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên mở rộng điều tra xử lý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh. Việt Nam Net sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!